Nghe đó. Dạ. Để thừa con với người khác chứ phải đợi thừa con có nó Dạ. con nó hiền hiền em nghĩ hiền chém con em có đó mà hiền cái gì. Dạ. Em mới nói bây giờ chị đừng nói gì nữa vậy á, chị đem tiền đem đồ lại chắc tới đầu em, con em không sống nổi đâu, chờ các công an chính quyền lại đi chứ em bây giờ con em đâu có sống nổi đâu, em đâu có làm tiền, tiền em bằng được mà em bằng em sống được, con em đâu có kiếm được đâu. Dạ. Lìa cánh tay thêm cái này cái còn cái cây cùi chỏ này nó chém là đứt là như heo vậy đó. Thiệt, bữa này nè. Dạ, bữa em thấy thấy cái cảnh mà chém nhìn thấy ớn luôn á. Rồi rồi. Dạ. Nhưng mà trong khi đó chắc là lúc đó anh không có đó, dạ. Đúng không? Anh lại thấy thấy nó nằm thở thêm tiếp vậy thôi. Dạ. Là anh lại là anh thấy bé thở thêm tiếp. À đúng rồi, nằm thở thêm tiếp. Dạ. Thì nó hỏi mày còn nhớ bác hai không? Mày còn nhớ không? Dạ. Nó còn nhớ mà trở đi thì cái ảnh nó lên còn gọi vậy nè, cái lúc đó là không còn biết gì nữa. Dạ. Anh không còn biết gì hết. Dạ. Ảnh con mà lên xe dọc đường mà con có sao không con? Mẹ ơi chắc con qua không hỏi mẹ ơi. Mẹ qua không hỏi cho con xin hôn mẹ không miếng, con xin hôn cha không miếng này. Cho con miếng à, cái cực em khóc rồi nói con là cứu lên con cha của mẹ, cứu lên giống mẹ con cha nè, cứu lên con, bác sĩ đâu các anh các bác đâu các tận tình lo cho con nè, cứu lên. Nó nói con qua không khỏi rồi mẹ ơi, con qua không khỏi rồi cha ơi, cha nó không khỏi gì, cứu lên đi con, cứu lên với mẹ cha nè cha. Nói lẹo cái ông thức thì ông nói đừng cho cháu nói nhiều quá sợ cháu gặp áo. Con chỉ nói gật đầu chớp mắt, gật đầu vậy thôi, nó cũng nghe lời nó gật đầu chớp mắt. Nhưng tới làm về vô phòng cấp cứu là lúc đó không có nói chuyện với cháu được nữa. Dạ. Là lúc bé mà hấp hối là đòi hôn chị á chị? Dạ, hồi hôn. Hôn là tới lên phòng cấp cứu luôn, vẫn còn đòi hôn. Thế biết bé qua không? Hỏi mình cũng biết, nhìn con mình cũng biết, nhưng mà gắng động viên con. Cứu lên con ơi, cứu lên. Dạ, bé nói sao chị? Bé nói bé qua không khỏi rồi mẹ cha ơi, con xin hôn mẹ miếng, xin hôn cha miếng. Em mới nói gắng lên con, còn em ở nhà em đợi con về kìa, còn Cẩm Ly nhà đợi già con. Nhưng mà lúc đó nói tới Cẩm Ly thì bé khóc, bé gớt ướt nước mắt, bé khóc, bé không nói tới Cẩm Ly nữa, bé nhìn em hai vợ chồng em. À, đứt ruột của cô chú sự là mạnh cả đứt ruột luôn. Em nhìn hình ảnh con em mà lúc chết nó khóc, cứ thương đòi hôn mẹ, hôn cha miếng. Quá là quá tàn nhẫn luôn cô chú ơi. Thì nói chém cỡ đó mà còn nói mặt chưa. Mặt mày cháu đã... em bé máu mẹ con em đâu có cái gì đâu đi mà nhìn mấy con sình nè. Lấy áo này nè lo cho con chứ đâu có cái gì đâu mà lại lo. Nó cho con thì nó nói này nói kia cho con gắng gượng lên đừng chỗ cung ấy, cố lên con cố lên, nhưng mà con không nổi. Em nghe nói là hai cái bé đó là đặt giao trên mạng đúng không chị? Nghe mẹ của bé đó lại nói là bé kia đổi thừa bé kia, nói bé kia mày không có đồ tao đặt đồ cho mày, đặt giao cho mày, có cái gì tao lo. Mà thực tế là em không có biết hai bên nó nói chuyện thôi, sao thì em không biết. Là cái người nào nói đặt giao chị? Là mẹ của bé thôi. Dạ, là nói là bên cái thằng kia chứ không phải là thằng Khôi. Đổi thừa bên thằng kia là nói với thằng con của bà bé Khôi ra, Khôi ra chém đó. Nói là mày lo làm đi, tao lo hết. Đổi thừa bé kia mà không biết cái đầu đuôi thì hai bé đó nói với nhau, trao đổi với nhau gì thì không biết. Dạ. Nhưng mà mẹ bé đó lại là đổi thừa bé đó. Dạ. Đổi thừa con với người khác chứ phải đổi thừa con có nó dạ. Con nó hiền em nghĩ hiền chém con em có đó mà hiền cái gì. Dạ. Em mới nói bây giờ chị đừng nói gì nữa vậy á, chị đem tiền đem đồ lại chắc tới đầu em, con em không sống nổi đâu, chờ các công an chính quyền lại đi chứ em bây giờ con em đâu có sống nổi đâu, em đâu có làm tiền, tiền em bằng được mà. Dạ. Em bằng em sống được, con em đâu có kiếm được đâu. Dạ. À, chị cũng cho em hỏi cái này thăm tí, tại vì có cô bên bên Đức là cô Thanh Nguyệt cũng có gọi cho em hỏi chị có số tài khoản không? Dạ không, anh chồng em nghèo đâu có số tài khoản gì đâu. Dạ. Hội thường gì đó. Như anh em đâu có không chị? Dạ không, ai có hết á. Dạ thì em cũng xuống đây quay rồi cũng muốn hỏi thăm chị để nếu mà có số tài khoản thì cô Thanh Nguyệt sẽ chuyển thẳng vào tài khoản của chị luôn.
Ừ, anh xá phước thì mần trên công ty anh có không anh? Dạ, không có đâu. Vậy là không có đúng không chị? Dạ. Dạ, thật sự là dạ đúng rồi, mình đâu suy nghĩ tới mình phản dư cái số tiền. Dạ, cố gắng mà hàng ngày lên để cho con đủ tiền đi học dạ. Lớp này tới năm nay rồi sang năm quần áo sách vở năm tới vậy thôi. Dạ. Chứ đâu có có nghĩ tới tài khoản mà sau này mình cũng gì đâu. Vì em tới hai đứa là hai đứa hai nơi đó, nó học hai chỗ rồi cô rồi này thì sẽ phải mua này cô rồi đóng tiền kia phải đóng tiền cho con mình. Dạ. Em đâu có đủ mà đấy mà vô tài khoản. Dạ. Rồi sáng giờ anh chị chưa ăn uống gì hết hả? Dạ chưa. Con ăn gì chưa bé Lê Cẩm Ly? Ờ, sáng ăn, ăn con ăn gì? À, vậy nói chú. Ăn gì mà không nhớ luôn hả? Ăn cơm gì á, ý là chú hỏi con cơm gì á. Sáng em nấu đồ chay cúng anh đó đó. Ba cái đậu bắp luộc với tương sáng mà tỏi kho thôi chứ có cái gì đâu anh ơi. Dạ. Bữa nay mới tuần qua mà tuần 7 bữa hôm qua là bữa mới có bữa bé mắc là ngày 5 tháng 12 đúng không chị? Dạ. Thì bữa nay 13 thì được 8 ngày à. Là đúng 8 ngày. Bây giờ tiền bạc cũng không có, hiện tại bây giờ cũng không có đâu. Nhưng mà như là cúng gì là cũng không có tiền của bạc gì chứ. Yeah. Cũng còn nghiệp chứ nó. Nhưng mà cha mẹ nó giờ làm gì ra tiền đâu. Trong khi đi học hành thì nó mất mát gì đó, cha mẹ nó cũng đâu có biết gì hết. Trong khi bây giờ thì chỉ cúng hàng ngày đó, nhìn mâm cơm như đó thôi. Đúng không? Hàng ngày cúng cơm như đó thôi, biết gì giờ. Đúng không? Dạ. Đúng không? Đấy. Tôi cũng là ba có nói nhưng mà tôi không biết gì hết để nói hơn. Dạ. Tiền bạc bây giờ có gì đâu. Dạ. Không có đồng bạc nào mà để cúng hàng ngày gì. Dạ. Thôi thì cũng cố gắng lên ha chị. Giờ em chỉ biết thương gia đình mình, chỉ có muốn chỉ có chia sẻ cái nỗi buồn thôi. Thật sự thì em cũng không có giúp được gì cho cái hoàn cảnh mình hết. Tại vì em đăng lên thì cô chú anh chị thương thì có thể giúp đỡ cho gia đình. Thật sự em chỉ có biết chia buồn đến gia đình thôi. Cảm ơn chú nhiều. Dạ. Lớn lên gắng học hành lo cho cha mẹ nha. Mấy này nó cũng gan quá, đặt đồ trên mạng về nó gan thiệt. Dạ. Thật sự mình cũng không biết cái dao nó bén hay là không bén mà. Cái gì lo đi chị cho bé không chứ đâu có ấy đâu. Tới về thì nghe nói mấy anh công an đã bắt được thủ phạm giết con của mà của em mình. Dạ. Anh đăng lên rồi em cũng nghe người ta nói đăng lên nó là chém chưa đã tay gì. Cố tình nó giết mà chứ đâu phải nó gái đâu. Mà thiệt người mà đâu phải gì đâu mà nó nhẫn tâm chém gì mà nó không có không có cái gì mà sự lo lắng hay là cái gì sao? Ừ. Nghĩ cái bé lớn đó mà sao nó gan quá. Nó không còn tính người nữa. Cái gì đó. Chém là không có thương tình luôn. Ừ.
đụng đâu chém đó. Nó vô nhà là nó cố tình giết sát và nó chiếm đường là lại chém chết rồi nha, nó kiếm là thủ tiêu đó. Dạ. Kiếm đường thủ tiêu người ta mà. Dạ. Giết con em được thì giết người khác cũng giống được thôi. Làm sao chứ chơi găng re rồi chơi chứ kiểu năm mười năm hay là mười năm hai chục năm gì thả về nó cũng có máu đó, nó cũng đi giết người ta nữa. Rồi thôi vậy em xin phép anh chị em về. Dạ, dạ. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn giúp đỡ cho em. Giúp đỡ cho em của tôi. Dạ. Tôi đang nói gặp. Dạ. Nhưng mà chúng ráng đi ăn học mà ai biết đâu. Dạ, dạ. Rồi vậy em xin phép chị em về luôn anh. Rồi em xin phép chị em về nha chị. Rồi cũng mong anh chị bớt buồn lại ha, có thể mình giúp cố gắng lên để vượt qua cái trong cái thời gian lúc này á. Dạ, và thôi vậy cái video tới đây. Dạ. Và mình cũng xin kết thúc video. Mình hẹn với chú anh chị những video sau ạ. Và mình xin chào. Chú ơi về nha con, chú chào con nha.